Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn tác dụng của tinh dầu xả, tinh dầu thiên nhiên từ xả nha. Thì mùa mưa là sắp tới thì là các con côn trùng nhất là muỗi sẽ rất là nhiều, nên là mình và trong gia đình mình là rất là dễ dàng bị muỗi cắn, và nhất là những bé nhỏ thì rất là hay bị muỗi cắn. Khi mỗi muỗi cắn lên là những cái vết sưng, vết đỏ và những cái như là những bệnh như là sốt rét, những cái dịch bệnh như là Zika nào đó. Thì mọi người có thể thường á, là trong nhà mọi người á, là thường sử dụng á, là chai xịt mũi. Chai xịt mũi thì nó làm từ hóa chất và rất là độc hại cho da của mình và rất là độc hại cho con người khi mà hít thở vào đó. Thì thay vào đó, sao tại sao các bạn không sử dụng một cái loại tinh dầu hoàn toàn là thiên nhiên và nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe của mình, đó là chính là tinh dầu xả. Tinh dầu xả này là tinh dầu hoàn toàn là thiên nhiên nha mọi người. Thì với tính chất của cái xả thì tinh dầu xả thì sẽ giúp cho các bạn đuổi các con côn trùng gây hại, nhất là muỗi. Bởi vì khi mà các con côn trùng là nghe cái mùi xả thì nó rất là sợ và nó sẽ bỏ đi ngay tức khắc. Và với tinh dầu thiên nhiên này, các bạn sẽ bảo vệ cho sức khỏe của người thân của mình thay vì sử dụng các cái loại hóa chất độc hại đó. Thì tinh dầu xả như thế này á, một chai như thế này là 30 ml, thì các bạn sử dụng á, thì nó vừa đuổi côn trùng cho mọi người nè, nó vừa diệt khuẩn nè, vừa tạo cảm giác rất là thoải mái, không gian rất là thoáng mát và thoải mái cho phòng của các bạn đó. Thì nó sẽ bảo vệ sức khỏe cho bé yêu của các bạn, bảo vệ cho bé của các bạn khỏi các cái con côn trùng gây hại, nhất là muỗi. Trong cái thời tiết này là muỗi nhiều lắm đó mọi người, và để mà đuổi muỗi bằng một cái loại tinh dầu hoàn toàn thiên nhiên thì các bạn có thể sử dụng tinh dầu xả này nhé. Và hiện nay Cham đang có chương trình là mua một chai tinh dầu như thế này, các bạn sẽ được tặng luôn một đèn song. Bình thường á, khi các bạn muốn song phòng bằng các cái loại thì sẽ phải mua các cái loại đèn để song phòng của mình đó, bằng các cái chai chai tinh dầu này là mua riêng, rồi đèn mua riêng. Nhưng mà hiện nay Cham đang có chương trình là mua một chai như thế này, các bạn sẽ được tặng luôn một cái đèn song phòng đó. Thì khi mà có cái đèn này rồi, các bạn rất là dễ dàng sử dụng. Các bạn chỉ cần nhỏ 2 đến 3 giọt như thế này thôi vào và xông lên thì phòng của mình sẽ thơm mát, đuổi khỏi các côn trùng gây hại nè, các cái con muỗi nè đó, mà phòng của mình được mát, thơm mát và thư giãn nữa đó. Tinh dầu này là tinh dầu hoàn toàn là thiên nhiên và được nhập khẩu từ Pháp về nha mọi người. Một chai như thế này là 30 ml, các bạn sử dụng thì cũng được tương đối là lâu đó. Đó, bởi vì khi mà mình sử dụng á, mình sử dụng 2 đến 3 giọt thôi đó. Nó là tinh dầu hoàn toàn là thiên nhiên và cô đặc như thế này nè đó, rất là thơm luôn. Nên hôm nay mình đã review cho các bạn về cái tinh dầu xả sẽ bảo vệ bé và gia đình mình khỏi các côn trùng gây hại, nhất là muỗi, và khỏi các cái dịch bệnh. Thay vì mình sử dụng các cái loại xịt muỗi thì hóa chất á, thì các bạn hãy dùng một cái sản phẩm từ thiên nhiên rất có lợi cho sức khỏe của mình. Một chai như thế này là được tặng một đèn nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào.